안녕하세요, 여러분 레이입니다. Xin chào tất cả mọi người, mình là Ren. Hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho mọi người phần tiếp theo, phần số 26 của học 5.000 câu tiếng Hàn giao tiếp siêu tốc. Phần này cũng sẽ gồm có 15 câu và bây giờ mình sẽ bắt đầu nha mọi người. Xin chào các khán giả này, cú đô qua chùa hiểu cúc cúc đủ lời chùa xé. Trước khi bắt đầu, mọi người nhớ bấm like cũng như đăng ký kênh để ủng hộ và xem những video tiếp theo trên Ren Channel nhé. Xin chào các chị đã. 상상 이상으로 못해. 상상 이상으로 못해. 상상 이상으로 못해. 상상 이상으로 못해. Tệ ngoài sức tưởng tượng luôn, tệ ngoài sức tưởng tượng. Ví dụ như là mình đang làm chuyện gì đó, cái người ta nói trời ơi, làm dở ngoài sức tưởng tượng hoặc làm giỏi ngoài sức tưởng tượng. Nói chung là mình đã nghĩ là như vậy nhưng mà nó trên cả như thế nữa, thì mình có thể sử dụng câu này à. Sang sang, sang sang ở đây là tưởng tượng các bạn. Ý sang, ý sang là trên, trên cả sức tưởng tượng. Sang sang ý rằng tức là ngoài sức tưởng tượng của mình á. Ừ đô mình sẽ đi với cái trợ từ ha, gọi là trợ từ ừ đô đi, danh từ có bà chi mình sẽ cộng với ừ đô, không bà chi mình rô, ngoài sức tưởng tượng. Sang giang ý sang của rú một tha tà, một tha tà ở đây mang nghĩa là dở tệ, làm gì đó dở tệ. Còn mình muốn giỏi ngoài sức tưởng tượng thì mình có thể dùng là xà ra tà, giỏi ngoài sức tưởng tượng. 상상 이상으로 잘해요. 네, thêm vô để thêm phần lịch sử ha. 상상 이상으로 잘해요. 상상 이상으로 못해요. Có thể sử dụng hai trường hợp ha. Tiếp tục. 도저히 못하겠어요. 도저히 못하겠어요. 도저히 못하겠어요. Mình thật sự là không thể nào mà làm được, không thể làm được. Ví dụ như là mình quyết định là vô công ty đó làm, nhưng mà làm được 2 tháng rồi mình thấy công việc nó không hợp với mình. Thủ chơi một thật cái sợ. Mình không thể làm được cái việc đó. Nói chung là thủ cho hi, mình sử dụng thủ cho hi này nó mang nghĩa rất là nhấn mạnh ha. Ví dụ như mình làm, mình đã cố gắng làm rồi, cố gắng làm dữ lắm mà làm không được, mình mới sử dụng thủ cho hi ha. Hoặc là chưa làm gì hết mà không làm thì thường là người ta không có sử dụng thủ cho hi nhiều. Thủ cho hi này thường mang nghĩa nhấn mạnh lên đó các bạn. Thủ cho hi. Mình hai đứa nó đang yêu nhau mà mình rất là thích cái thằng con trai trong đó, nhưng mà mình thủ cho thêm một cái sợ, mình không có làm được chuyện đó đâu, tại vì nó có bạn gái rồi chẳng hạn. Thủ cho ý, thủ cho ý thường theo sau nó sẽ là phủ định cái câu nào không thể hoặc là không. Thủ cho ý một, thủ cho ý này mang nghĩa gì các bạn? Thủ cho ý ở đây mang nghĩa là hoàn toàn không hoặc là rốt cuộc thì không á các bạn. Rốt cuộc hoặc là hoàn toàn, mình có thể dịch là rốt cuộc hoàn toàn, hoặc là mình không có dịch mà mình dịch nhấn mạnh lên cái nghĩa không thể ở phía sau là được ha. Rốt cuộc hoặc là hoàn toàn, hoàn toàn dịch theo người Bắc hoàn toàn. Một ở đây mang nghĩa là không thể ha. Một theo sau là động từ không thể hành động gì đó. Ha tà là một tha tà, đọc liếng lên ha. Bà chim là sờ, theo sau là hờ, chỗ này mình đọc là thờ. Một tha tà, một tha tà, một tha tà. Không thể làm. Kết sòi ô. Kết sòi ô này á, động tính từ kết ở đây mang nghĩa là chắc, sẽ hoặc là chắc cái gì đó đó các bạn. Nó mang nghĩa chu chu chức, chu chức, đoán chắc sẽ gì đó. Chắc là tôi không thể làm được đâu. Thủ cho hình một tha kết sòi ô. Thủ cho hình một tha kết sòi ô. Bỏ vô nếu các bạn muốn nói thân mật ha. Thủ cho hình một tha kết sòi ô. Thủ số thì một tờ cái sổ. Hôm nay vẫn chưa hết cảm nên là cái giọng hơi bị kỳ kỳ. Tiếp tục. 잘좀 알려줘. 잘좀 알려줘. 잘좀 알려줘. 잘좀 알려줘. Chỉ kỹ càng xíu coi, chỉ kỹ càng xíu đi. Ví dụ như là người ta đang chỉ mình á, bạn mình đi, này đang nói thân mật ha, bạn mình nó chỉ mình á, thấy nó chỉ qua loa quá mình kêu à, 잘좀 알려줘. 잘 좀 알려줘. Chỉ kỹ thì mới biết được chứ. 잘 좀 알려줘. 잘 ở đây mang nghĩa là kỹ nè, tốt nè, cái gì đó giỏi, theo sau là động từ chẳng hạn. Tính từ thì thường ít dùng hơn là động từ ha. Động từ mình thấy nhiều. Chùm, chút hoặc là một xíu hoặc là một tí thì mình có thể dùng chùm. 알려주다. 알다 là biết ha. Mình có 알려주다. Ở đây là cho biết hoặc là chỉ dạy, mình cũng có thể dùng 알려주다, cho biết hoặc là chỉ dạy ha. Rồi có thể thêm vô để thêm phần lịch sử. 잘 좀 알려줘요. 잘 좀 알려줘요. Tiếp tục. 엄청 더워. 엄청 더워. 엄청 더워.
nóng ơi là nóng, nóng thiệt là nóng, mà mình có ổng chân, ổng chân ở đây văn nói rất là hay dùng ổng chân à, ổng chân mà nghĩa là rất quá cực kỳ ơi là cái gì đó, nói chung mang nghĩa là mình nhấn mạnh lên cái chuyện gì đó. Ổng chân thập tà ở đây tính từ của mình là thập tà, mang nghĩa là nóng, khi chia với cái đuôi ả o u thì lúc này mình có bất quy tắc của patim là piup, khi gặp nguyên âm thì piup bị biến thành u thì mình sẽ thành là thọ u, sau đó mới chia, chia thì sau đó cộng với o vô thành thọ vờ vô mà nghĩa là nóng. Mình có thể thay đổi ví dụ như chúc ta hiện là đang là mùa đông, ổng trong chùa ở Hàn Quốc, ổng trong chùa ở Hàn Quốc rất là nóng, ổng trong chùa đó, có thể thay đổi ha, thêm vô để thêm phần lịch sự và bỏ vô nếu các bạn muốn nói thân mật. Tiếp theo, mùa nâng qua à, mùa nâng qua à, mùa nâng qua à, câu này nó thường bị lặp lại tại vì mình đôi lúc mình làm mình bị làm hai cái thời gian cách nhau nên bị lặp lại, mình nghĩ là mình đã làm cái câu này ở chỗ khác rồi, đang làm gì vậy, mùa nâng qua à. Mấu chốt của chỗ này là cái ngữ pháp nâng gọi à, cái ngữ pháp mà đang á, các bạn đang làm gì vậy, thường mình sử dụng là khi mà mình sử dụng cái nâng gọi à động từ cộng với nâng gọi à trong văn nói thân mật và nâng co về du thì nó sẽ lịch sự hơn ha. Nâng co về du có du thì mang nghĩa lịch sự, mang nghĩa là đang làm cái gì vậy, đang động từ. Thì trong trường hợp này á mình sử dụng cái ngữ pháp này khi mình muốn biết là người ta đang làm cái gì đó, thật sự muốn biết, còn chứ không phải mình hỏi qua loa thì mình dùng cái ngữ pháp nâng co à. Mụ ở đây là viết tắt của mụ hết, mang nghĩa là gì, ha ta làm gì, vô sư ha ta, thêm ư rư hoặc là rư nếu các bạn muốn nói trong trường hợp mà các bạn muốn sử dụng trong văn viết ha, còn văn nói thì mình có thể bỏ ư rư được ha nha. Mùa nướng coi ạ, mùa nướng coi ạ, câu này thì sử dụng rất là nhiều, ví dụ thật sự là mình thấy người ta đang làm gì đó, đang lục lọi đồ của mình nói mùa nướng coi ạ, mùa nướng coi ạ, bạn đang làm gì thế, bạn đang làm gì vậy, hoặc là cũng có thể mình không có biết người ta đang làm gì, mình nói mùa nướng coi ạ, mùa nướng coi ạ, mình muốn biết người ta đang làm gì mình cũng có thể hỏi ha. Tiếp tục, 세우신데 더럽힐 수 없잖아. 세우신데 더럽힐 수가 필수 없잖아면 세우신데 더럽힐 수 없잖아. 세우신데 더럽힐 수 없잖아. Áo mới mà sao có thể làm dơ được? Ví dụ như là đang mặc áo mới mà bạn mình nó tới gần, nó đem đồ ăn nó tới gần, mình tránh ra cái nói gì sao vậy? 세우신데 더럽힐 수 없잖아. Áo mới mà sao làm dơ được? Kiểu vậy đó. Này mình thấy trong phim hay nên mình lôi ra các bạn. Xe, xe ở đây mà nghĩa mới ha, theo sau nó là danh từ ụt, ụt là quần áo hoặc là áo, xe ụt quần áo mới, in đè danh từ mình cộng với in đè mang nghĩa là danh từ. Mình thường sử dụng cái tề này để nối hai câu lại với nhau, có thể dịch mà hoặc là có thể dịch là không dịch luôn, có thể để nguyên không dịch luôn. Xe xin đè áo mới mà, áo mới mà, xe xin đè sau cái tề này thường là một cái vế giải thích cái gì đó. Thở đập pida mình có thở đập tà mới nghĩa là dơ đó các bạn. Khi mình chuyển sang cái trường hợp này, thở đập pida nó là động từ, thành động từ rồi, nó mang nghĩa là làm dơ, làm bẩn, làm dơ cái gì đó, làm bẩn cái gì đó. Thở đập pida lưu ý ha, bạch chim là bờ theo sau hờ, chỗ này mình đọc là chữ pờ. Thở đập pida làm dơ rồi. Ngữ pháp không thể làm hành động gì đó, mình có động từ, có bạch chim thêm ư nè, không bà chim bỏ tà thêm riêng làm bà chim cho nó, và su ịp tà ọc tà đang sử dụng ọc tà là không thể nè, su ọc tà không thể làm điều gì đó. Còn nếu các bạn muốn nói có thể làm gì đó, ví dụ như tôi có thể ăn hết cái miếng này nè, tôi sẽ ăn hết cái mớ đồ ăn này, thì thay ịp tà này bằng ọc tà bằng ịp tà là gần có thể hành động gì đó là ịp tà, không thể làm dơ được. 더럽힐 수 없어요. Rồi, ngữ pháp kết thúc câu là ngữ pháp chán thả. Mình sẽ ghi qua bên này nha mọi người. Động từ hoặc là tính từ mình bỏ tà đi, mình thêm chán thả vô đây. Nó mang nghĩa là cái gì đó mà cảm thán chút quá các bạn. Mà làm sao? Trong trường hợp này thì nó mang nghĩa cảm thán, ví dụ dẹp phút ra nè, đẹp mà, hoặc là trong trường hợp này mình có áo mới mà làm sao làm dơ được, chứ cũng có thể dịch là chứ được luôn á, sao nè, chứ hoặc là mà mình đều có thể dịch được, nó mang nghĩa cảm thán gì đó.
bạn hình dung cái câu 예쁘잖아 là xong mà 예쁘잖아 예쁘다 mới nghĩa là đẹp 예쁘잖아 예쁘잖아 đẹp mà 예쁘잖아 예쁘잖아 tiếp tục 내가 쏠게 내가 쏠게 내가 쏠게 내가 쏠게 mình sẽ khao mình sẽ đãi ví dụ như hôm nay mình đánh lương đó 내가 쏠게 nhưng mà mua gì nhỏ nhỏ nè 내가 쏠게 hôm nay mình đãi cho mình đãi cho 내가 chủ ngữ là tôi mình đang nói thân mật ha nà thì trong trường hợp này biến thành chủ ngữ thì nó sẽ thành 내가 쏘다 cái trường hợp này 쏘다 쏘다 nó mang nghĩa là khao hoặc là đãi các bạn hoặc nó còn có nghĩa mà là bắn các bạn bắn súng ra đó bắn đi xoa 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 người Hàn hay nói vậy đó thì đợt trước mình có quen cái anh người Hàn cái rủ đi chơi mà bắn ở trong mấy cái bắn súng ở trong mấy cái khu vui chơi đó cái anh nói câu này mà lúc đó mình không biết cái chữ này à anh nói xoa 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 lúc đó mình mới nhớ là à cái su tà đây là bắn có nghĩa là bắn nữa rồi cử pháp cuối cùng là ngữ pháp sẽ động từ có bà chim thêm ơ không bà chim thêm ria kè du trong trường hợp lịch sự mới nghĩa là sẽ hành động gì đó sẽ bỏ vô khi nói thân mật để có số kè để có số kè 알바를 왜 하려고? 알바를 왜 하려고? 알바를 왜 하려고? Tại sao bạn muốn làm thêm vậy hoặc là tại sao mà định đi làm thêm vậy? Ví dụ như là mình nói bây giờ muốn đi làm thêm quá. Các bạn mình nói vậy alvaro hello cũ cái alvaro hello cũ hoặc là bạn mình biết mình đang làm thêm cái nó hỏi mình sao tưởng làm thêm vậy alvaro vậy hello cũ nè alba alba này là viết tắt của arbeite arbeite là làm thêm ha vậy tại sao hata arbeite hata hoặc là alba hata mình gắn với cái đuôi hata thì nó biến thành động từ thôi là làm thêm rồi rogu động từ có bà chim thêm ư rogu ha ta không bà chim mình thêm rogu ha ta mang nghĩa là định định làm hành động gì đó hoặc có thể dịch là muốn làm hành động gì đó vậy hai điều cũ trong trường hợp này đang là văn nói và có sự lược bỏ cái ha ta nên mình chỉ còn lại rogu thôi à ai ba rồi vậy hai điều cũ hoặc là ai ba rồi vì hai đầu cuốc tiếp tục 내가 재미있어 하는 일이 뭔가 내가 재미있어 하는 일이 뭔가 내가 재미있어 하는 일이 뭔가 việc mà tôi muốn tôi làm và cảm thấy vui là gì chứ ví dụ như là có rất là nhiều bạn không biết là mình nên làm cái gì không biết là mình nên chọn cái ngành gì để mà học chọn cái ngành gì cho tương lai của mình thì mình phải suy nghĩ à 내가 재미있어 하는 일이 뭔가 việc mà mình làm mình cảm thấy vui ví dụ như mình làm YouTube mình làm clip mình cảm thấy vui chẳng hạn thì 내가 재미있어 하는 일이 YouTube야 YouTube 하는 일이야 có thể mình nói vậy ha 내가 ở đây mình nghĩ là tôi ha na cộng với ca đó thành 내가 재미있다 mình nghĩ là vui 재미있어 하는 일 mình dịch cái khúc này trước nha haneun il ở đây á, là cái việc mà tôi làm nó đang là định ngữ của động từ thì hiện tại á, động từ có bà chim hay không bà chim mình thì bỏ tà thêm nil và theo sau đó là danh từ nó mang nghĩa là danh từ mà động từ á. Thì trong trường hợp này danh từ của mình á, là il nè động từ của mình là ha tà nè mình sẽ ha tà mình bỏ tà thêm nil haneun il việc mà tôi làm ở trong trường hợp này jaemiseo haneun il jaemiseo jaemitta nghĩa là vui thú vị với các bạn cộng với jaemiseoseo aeoseo tính từ động từ tính từ aeoseo aeoseo thường có nghĩa là vì cái gì đó nên và nó cũng còn có cái nghĩa khác nữa là và hoặc là mà trong trường hợp này mình không phải là vì nên nên là không phải là vì cái gì nên cái gì không phải là nguyên nhân dẫn đến kết quả mà là mình đang chémi sơ so hà tà tức là vì vui mà làm mình thường mình không dịch vậy mà vui làm mà cảm thấy vui á thì trong trường hợp này chémi sơ hà nên mình sẽ dịch là việc mà tôi làm mà tôi cảm thấy vui là gì muốn cả ở đây á muốn cả mua ở đây là mua đó các bạn
mà nghĩa là gì, và đi với cái ngữ pháp là ilgayu. Ilgayu, ilgayu nó là ngữ pháp là, có đuôi câu inga, inga. Ê, đuôi câu này thì nhiều bạn rất là thắc mắc, nó là sao? Tính từ, nó chỉ là một cái đuôi kết thúc câu, lịch sự trong tiếng Hàn, là lịch sự thoải mái nhẹ nhàng thôi, nó là lịch sự nhẹ nhàng. Không biết được nè. Tính từ thì mình sẽ cộng với, có bà chim thì in, không bà chim thì niên cài u, thường dùng trong câu hỏi nha. Danh từ thì là in cài u, và động từ thì mình sẽ dùng là nài u. Đó, nó là cái trường hợp đó đó mọi người. Kết thúc câu hỏi, đưa câu hỏi một cách lịch sự nhẹ nhàng. 내가 재미있어하는 일이 뭔가? tiếp tục. 다시 생각해보니 네 말이 맞아. 다시 생각해보니 네 말이 맞아. 다시 생각해보니 네 말이 맞아. Suy nghĩ lại thì thấy bạn nói đúng. Ví dụ mình nói gì đó, bạn mình với mình đang nói chuyện gì đó, cái mình nói, suy nghĩ thì thấy mẹ nói đúng á. Ví dụ thằng đó nó rất là sở khanh đấy, nghĩ lại thì nghĩ lại là mình với nó đi chơi chẳng hạn, thì mình thấy cái suy nghĩ các cái bunny đi bà đi mà già, nghĩ lại thì thấy bạn nói đúng, thấy mày nói đúng. Thả xí anh em mình nghĩ là lại làm cái gì đó, lại mình thêm động từ phía sau à. Thả xí mở rồi, thả xí gọi, thả xí soi rồi, thả xí mà hiểu, thả xí mình nghĩ là lại à. Xin các khả đá và chim là cờ, theo sau là hờ, chỗ này mình đọc hờ. Xin các khả đá, suy nghĩ. Rồi mình có cái ngữ pháp ảo bù ni, động từ ảo bù ni ca, một vế phía sau nữa, nó mang nghĩa là làm hoặc là thử làm cái hành động gì đó thì thấy nè. Thì thấy cái phía sau này các bạn có thể thêm là thọ đà của yô cũng được ha, có thể thêm thọ đà của yô hoặc là không thêm thọ đà của yô cũng được. Tuy nhiên là nó có cái động từ ao ni, không phải là mà nghĩa vì nên nữa. Cái ni này, ni ca này mọi người nghĩ nó là vì nên, tuy nhiên trong cái câu này mình sẽ không dịch là vì nên, mà mình dịch là thử làm, thử hành động gì đó thì thấy là. Thả suy sinh ra kẹp bù ni, suy nghĩ lại thì thấy gì các bạn? Ni mà đi, ni ở, nê ở đây á, nó là viết tắt của nội, là của bạn á, mà đây là lời nói của bạn. Ni mà đi, hoặc có thể dịch là nê bà đi, hoặc cũng có thể mình nói một cách khác nữa là no mà đi. Nhưng mà cái no mà này mình ít nghe hơn là ni mà hoặc là nê mà. Mà ta là đúng mà, bà ra yô, hoặc là mình có thể sử dụng là mặt thò ra của yô, ngữ pháp trung cấp à, mặt thò ra của yô. Thả xí xin các hebu ni đi bà đi bà ra, thả xí xin các hebu ni đi bà đi bà thò ra của yô. Tiếp tục. Xin bài gần plus, 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 xin bằng kinh plus, dây dày bị tụt kìa. Cái trường hợp này hồi trước mình không biết nói sao luôn nha. Xin bằng kinh plus, cái gì đó mà bị tụt ra thì thường dùng là plita nè, plita. Trường hợp này mình thấy nhiều lắm nha. Xin bằng kinh plus, tại mang giày, ở Hàn Quốc người ta hay mang giày lắm, nên là cái dây dày dễ bị tụt lắm. Plita, plita là bị tụt hả các bạn, bị tụt ra, hoặc là có thể dịch là trong cái trường hợp mà nó giải bài tập đó các bạn, hoặc là mom plus, mình dịch rất là nhiều nghĩa ha, tùy theo cái danh từ phía trước ha. Ở trường hợp này xin ba là dày, kinh là dây, dây dày plita mình dịch là dây dày bị tuột ra. Còn ví dụ như là mình mom plus thì mình dịch là các bạn mom, đối với cái mom cái này á là cái lòng á, hoặc là cái tình cảm của mình á, plus dù mình đang rất là tức cái plus. Thì trường hợp này nó giải tỏa đi, nhẹ nhàng giải tỏa đi, stress relief, giải tỏa sự căng thẳng, thì lúc đó mình dịch là giải tỏa, giải tỏa lòng mình đi, giải tỏa sự căng thẳng đi, stress relief. Thì trường hợp này cũng dùng relief ha, mình đang dùng ở thì quá khứ là đã.
신발은 풀렸어요. 야, 이거 봐. 이거 또 오게. 개인아, 신발을 풀렸어. 또, 잘못 넘어지면 얼굴 다 깔려. 잘못 넘어지면 얼굴 다 갈려. 갈려. 속이 엉빙이 있나? 하여간 갈려. 잘못 넘어지면 얼굴 다 갈려. Nếu mà lỡ bị té thì chạy mặt ra thì xuống mặt ra. Cái câu này mình thấy ở trong phim á, trong phim mới á, mình hay dạo này mình hay coi cái phim gọi là Giò Xin. Hôm bữa mình cũng có nói trong cái clip khác, Giò Xin Khẳng Niêm, nữ thần Giáng Lâm á. Chạy luôn nomo gym á, ổng cũng mình cái dây dày bị tuột xong rồi kêu tuột dây dày mà lỡ mà bị té cái là chạy mặt rách mặt luôn. Kiểu vậy đó, mình thấy cái câu này khá hay nên mình lôi vô đây, mình không biết mọi người có thấy hay không. Chạy mốt làm gì đó, lỡ mình có thể dịch là lỡ à, chạy mốt làm gì đó, lỡ mà nomo gì đó. Ở đây mình đọc liếng qua ha, nomo gì đó mà nghĩa là té, nomo bị té rồi, nomo gì đó té. Ứ면 động từ tính từ có bạch chim thêm ứ면, không bạch chim mình cộng với mion ở trong trường hợp này nó mà nghĩa là nếu các bạn, còn đi với chạy mốt thì nếu lỡ mà gì đó nó mơ chị tập, nếu lỡ mà té thì ở đây là cái gương mặt của mình, cái mặt của mình thà hết cái gì đó hết, theo sau thường động từ làm gì đó hết, thà muốn có sợ thà khai đi đà khai đi đà. Trong trường hợp này nó không phải là thay thay nước thay gì hết mà nó mang nghĩa là bị trầy mặt đó các bạn, trầy bị xước, mình cũng như là khải ly tả ổi tha khải lượng, từ gốc của nó là khải tả xước, hoặc là bị mặt mình mà bị tróc bị trong bị bóc vỏ bóc bóc cái mặt mình nó bị trầy xước thì mình khải ly tả, mà bị lột da các bạn, cái da của mình nó bị trầy mà nó bị bóc đi một cái lớp gì đó mình cũng gọi là khải đà, bắt nguồn từ cái từ khải đà. Ôi quên tha khải lờ, ôi tôi tha khải lờ, bị chạy mặt. Tiếp tục, mỗi đi mũ cò, mỗi đi mũ cò. Như mình đang ngồi, đầu óc, đầu tóc phủ xá tùm lum như mai vậy đó. Cái chồng này, mỗi đi mũ cò, cột đầu lại đi đầu ghê quá. Mỗi đi mũ cò, mỗi đi ở đây mà nghĩa là cái đầu, nó còn mang nghĩa là tóc của mình nữa. Bục tà ở trong trường hợp này á, có nghĩa là cột lại, các bạn cột cái gì đó lại, các bạn có thể dùng mục tạ vu cỏ cộng với a o vu nên là vu cỏ vu khi các bạn muốn lịch sự và bỏ vu khi muốn thân mật, bỏ đi vu cỏ cột tóc lại đi. Tiếp tục, nó phe sò hót xù đi to đưa miền cảm ơn anh đã nó phe sò hót xù đi to. Trước mặt tôi mà nói bậy bạ là tôi không có để yên đâu nha. Ví dụ như là ai đó nói xấu hay đi nói xấu, trước mặt mà nói bậy bạ là không để yên đâu nha. Đó, phía sau hót xuất đi. To đưa mình, cảm ơn anh đừng đó. Nà, ở đây nghĩa là tôi ha. Hoặc là tao đang nói thân mật ha. Tôi hoặc là tao. Ập, ở đây là trước. Nọ, ập. Tức là trước mặt tao, trước mặt tôi á. Ế gió, danh từ. Cộng với ế gió, ở tại trước mặt tôi. Nọ, phía gió. Hotsuri. Hotsuri ở đây là nói bậy, nói nhảm, nói xàm á các bạn. Hotsuri. To tư tà. To tư tà này trong trường hợp này thì mình đi với Hotsuri á. Hotsuri to tư tà tức là nói cái lời nói bậy mà làm ầm ĩ, nó làm ồn lên á. To tư tà này từ gốc của nó mà nghĩa là làm ồn lên. Nói chung là nói ồn ào thì to tư tà. Rộn ràng xốn sang to tư tà. Đây, ư miễn, động từ, tính từ, có bạch chim thêm ư miễn, không bạch chim thêm miễn mới nói xong. Mày nghĩ là nếu cái gì đó thì, hoặc là khi cái gì đó thì, khi thì, khả man an tunda. Từ gốc của nó là khả man tunda. Khả man tunda. Khả man tunda. Khả man tunda là để yên. Nói chung là để yên giờ khả man tunda. Comment đồ yên nó đi, để yên nó đi, nhưng mà mình thêm ở trong đây mình thêm cái ảnh vô thì ảnh theo sau là tính động từ thì mang nghĩa là không cái gì đó hoặc là không hành động gì đó, không để yên thả màn ảnh tuân đạt. Rồi ở cuối cùng á, nó có kết thúc bằng cái đuôi tà. Cái đuôi tà này á, thường mình có thể sử dụng trong hai trường hợp đơn giản nè. Thứ nhất á, là mình đang nói
với cái người nhỏ tuổi hơn mình đang nói với cái người bằng tuổi mình, bạn bè với nhau, mình có thể dùng cái đuôi ta, hoặc là mình đang sử dụng trong văn viết. Văn viết thì mình khi mình thi topic mình có nói ở những cái video khác rồi á, thi topic kết thúc câu văn viết trong thi topic thì bạn có thể sử dụng là tính từ kết thúc với ta. Ai miên không chỉ có miên cái này. Còn động từ thì có bà chim thì bạn dùng in, không bà chim thì nên đã. Rồi, tiếp tục ở cái trường hợp là danh từ thì mình dùng y tà. Đó, trường hợp bình thường kết thúc thì mình đang sử dụng trong trường hợp động từ khả manita nên không có bạch chi, mình đang dùng ninda đó các bạn. Khả manita đã, khả manita đã, hoặc là trong văn nói các bạn nói nó khẳng đa, nó khẳng đa, khả đa dùng với ninda, nó khẳng đa, mình đi đây. Đó. Tiếp tục câu cuối cùng, sao bài ạ, sao bài ạ, sao bài ạ, đánh thử coi, đánh thử trường hợp này thì trong phim hoặc là ngoài đời thì mình cũng hay thấy lắm. Sao bà, sao bà, chi đà, chi đà nếu mà nghĩa là đánh đó các bạn, đánh hoặc là đá đấy. Chi đà, cho, hắn đẹp cho, chi đà, mà nghĩa là đá, đánh. Thì thường là mình thách thức người ta, thì thường mình hay nói câu này. Ví dụ như là bạn nhà nó gây lộn với chồng, hoặc là nói chung là giỡn vui cũng được, mà thiệt cũng được. Chi đà, thì dùng là cho bà, cho bà, cho bà. Đợt trước có một bạn cũng hỏi mình cái câu này, sao bà có nghĩa là gì? Mình cộng với cái ngữ pháp động từ ao Buddha, Buddha thử làm gì đó, thử làm gì đó, thử thử đánh thử coi, cho bà thêm vô trong trường hợp lịch sự, cho bà ạ, cho bà ạ nè. 오늘 영상 여기까지만입니다. 수고 많으셨습니다. 다음 시간에 또 만나요. 안녕히 계세요.